cốt là một loại trái cây ăn rất là ngon, khi ăn sống thì nó sẽ có một cái vị chua chua chấm với muối thì rất là hợp. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái mẻ cốt ngâm chua ngọt. Ăn như vậy thì sẽ giúp cho cái cốt mình nó đỡ chua hơn và cái cốt mình nó sẽ rất là giòn và ngọt. Cái loại cốt Thái này thì mình thấy là thường thường cái cây cốt nó ra rất là nhiều trái, nhưng mà cái giá của nó thì rất là rẻ. Mình mua 1 ký ngoài chợ có 10.000 thôi, mà cô còn cho thêm nữa. Thì tính ra là cái loại cốt này vừa ngon mà vừa rẻ nữa. Cho nên là mình nghĩ nhà ai có vườn thì trồng một cái cây như thế này ăn thì cũng rất là hợp lý. Cốc này là cốc Thái nha mọi người, nhưng mà cái loại này thì nó hơi già rồi. Nếu mà nó non một tí xíu thì mình có thể ăn luôn cả cái phần hột. Còn cái loại mà mình mua thì nó hơi già một tí, cho nên là cái ruột ở trong thì cái hột nó hơi cứng. Cốc sau khi gọt xong thì mình sẽ rửa sạch và mình sẽ cắt làm đôi như thế này, để khi mình ngâm thì nó sẽ ngấm và nó sẽ ngọt nhanh hơn. Có những trái nó hơi già, mình tách thử như vậy nè. Nhờ mình nghĩ thì nếu mà tách như vậy thì mình mua cái trái cốc to mình tách thì cái thịt nó nhiều và ăn nó sẽ ngon hơn là cái cốc nhỏ này. Đối với những loại trái cây hay rau củ mình ngâm chua thì mình lưu ý mọi người là mình phải để cái phần rau củ hay là trái cây của mình thật là ráo. Tốt nhất là mình phơi nắng đi, đến khi nào mà ráo hết nước thì mình sẽ bắt đầu ngâm. Và cái phần nước ngâm cốc mình sẽ sử dụng tỷ lệ là 2:1, 2 nước 1 đường nha mọi người. Và mọi người sẽ nấu cái phần nước đường này sôi lên, mình cho thêm một tí xíu muối vào và mình để thật là nguội. Sau khi mà cốc đã ráo rồi thì mình sẽ lấy vào, mình bỏ vào cái hũ thủy tinh. Mọi người không có hũ thủy tinh thì mình có thể ngâm vào hũ nhựa cũng được nha. Nhưng mà để an toàn hơn thì mình ngâm hũ thủy tinh thì cốc mình nó sẽ ngon hơn. Và cuối cùng thì mình sẽ bỏ cái phần nước hồi nãy mình nấu đã nguội mình bỏ vào mình ngâm. Mọi người nhớ là mình chế cái phần nước cho ngập hết cốc để cốc nó ngấm đều hơn nha. Và mình sẽ để ở trong tủ lạnh khoảng 3 đến 4 ngày, tốt nhất là 4 ngày, thì sau đó thì cái cốc mình nó đã ngấm đều hết và nó rất là ngọt, ăn rất là ngon luôn. Đâm thêm chén muối ớt cay thiệt là cay, chấm miếng cốc vào, tao nói là nhức cái nách luôn. Ngồi ghi âm mà nhiều khi muốn nuốt nước bọt không kịp luôn mọi người, nhìn thèm Cái cốc sau khi mình ngâm rồi thì nó sẽ rất là ngọt và ăn nó cực kỳ giòn luôn nha mọi người. Nhìn cái vỏ nó hơi khô khô gì đó nhưng mà ăn rất là ngon, và khi mình nhai thì nó giòn rụm luôn. Đặc biệt là cái cốc này mình ngâm thì mình có thể bảo quản được rất là lâu trong tủ lạnh. Khi nào ăn thì mọi người chỉ cần lấy ra và mình ăn thôi.